Cái bài này thì Dâm Ni tớ là chú giải. À đúng rồi, trốn trốn trốn. Cái bài bạn hồi nãy đó, cái bài bạn hồi nãy có rồi, cảm ơn, hay quá, tôi đã thấy được rồi. Câu mà tôi nói là Samparajika, ở đây mới là cộng thêm mới là Samparajika tăng đó. Đúng rồi, tôi mới vừa liếc mắt tôi thấy rồi, đúng rồi. Nãy giờ tôi giảng tôi nghĩ rồi đây. Đây, ở trong bài kinh bạn hồi nãy đó, các vị có thấy không? Thấy chưa, thấy chưa, nãy giờ tôi giảng trong bụng tôi cũng cứ để ý. Các vị có thấy chưa, có thấy tôi mới vừa post chuyển lên không? Đó, ở trong cái bài bạn nghe, nhớ nha, đó trong cái ý nghĩa trong kinh là nó đặc biệt cái đó. Samparajika thì có nghĩa là Samparajika. Ok, vậy chị nó là nó đã diễn đã xưa rồi, nó đã xưa giờ, ngẫu nhiên mà tôi đang đi tìm tôi lại thấy rồi. Bây giờ cái bài kinh cơ sở thì trong chú giải giảng rất là ít, giảng một chút thôi, giảng một chút xíu thôi nha. Có nghĩa là cơ sở đây là gì? Chữ quốc thú ở đây nó có nhiều nghĩa, chữ quốc thú đây nó nhiều nghĩa lắm. Chữ quốc thú đây nó có nghĩa là cái nền nhà, như các pila quốc thú. Các phi lâu quốc thú là ca tỳ la la vệ, là cái nền nhà của ông các phi la nha. Lúc đó ông tôi kể cái chuyện này các vị còn nhớ không? Các phi la là vị đề một ông đạo sĩ, nhưng mà coi như là cái chữ đạo sĩ tôi không có thích dùng, nhưng mà kẹt thì cứ cứ kêu đi một ông thầy thầy tu rừng đấy. Cái một ông tu vân đó, nhưng mà nó kỳ kỳ thì cảm cái đạo sĩ đó trong núi là tiền thân của Bồ Tát, là Bồ Tát mình đó. Thì ông thấy ông tiền cũng ngẫu nhiên sống trong rừng, cũng ngẫu nhiên thấy một cái miền đất, thì một cái vùng đất rất là lạ, thì tự nhiên nó quên mất cái chuyện rượt mồi mà nó đứng, nó tự nhiên cái đó nó chậm chạp, nó thanh thản, nó dồn quanh vậy đó, nó không còn nghĩ chuyện kiếm mồi nữa, rượt mồi nữa. Còn con thú nhỏ còn đi rượt tới đó thì tự nhiên nó cũng không còn sợ chết nữa, mà nó cứ thanh thản giống như nó đã về tới nhà, nó đã về tới đất lành rồi. Đại khái như vậy thì ông sĩ đừng nghĩ đây là một đất tốt lắm, cho nên ông ấy là các cái am đó ông ở, rồi về sau ông gặp một nhóm người mà đi ngang đó mà mặt mũi dễ thương, đó chính là tổ tiên của dòng Thích Ca đó. Chuyện nó dài lắm, chuyện nó bữa bây giờ mà tôi kể ra nó lạc đề đó nha. Thì ông thấy vậy, ông hỏi mấy người này đi đâu, nó họ đang đi tìm chỗ để mà họ lọc ấp cái tiếng Hán, lọc ấp có nghĩa là khai nghiệp đó, gầy dựng nhà cửa khai nghiệp sanh con rồi đó. Thì ông mới nhìn cái mặt mũi mấy người này, ông thấy là những người này là những người đáng giúp đỡ, cho nên ông nói là theo tôi biết thì khó tìm những chỗ nào hơn chỗ này lắm. Cái động ngọn giải thích là mấy chỗ này là vậy đó, thú lớn mà rồi thú nhỏ tới đây thì nó quên cái chuyện săn mồi, mà thú nhỏ mà bị lừa tới đây thì nó cũng không còn cái chuyện sợ chết nữa. Mà mọi loài sống ở đây thì nó hòa ái, nó tương thân với nhau, chứ không có cái sự mà căm hờn rồi sợ sệt như ở những nơi chốn khác. Thì từ cái chỗ này nè, đấy, từ chỗ này nè, thì cái dòng Thích Ca, tổ tiên dòng Thích Ca nó là chọn đất của ông, chọn đất của cái ông, chọn cái miếng đất đó để mà cất cái nhà nhỏ, rồi từ từ nó lớn riết sau này nó thành ra là cả cái kinh thành các Kapila Vatthu. Mà tôi có suy nghĩ hoài, không biết hôm nay mình về Ấn Độ thì cái miếng đất đó bây giờ nó có còn hội đủ những cái điều kiện phong thủy như vậy hay không, đó. Không biết có hay không, chứ còn nếu được vậy thì ngon lành lắm nha. Thì Vatthu nghĩa là nền nhà, mà Vatthu nó cũng nghĩa là đồ đồ vật, nó cũng nghĩa là đồ vật, mà nó cũng nghĩa là đồ chết rồi, đồ vật, đồ vật, rồi nó cũng có nghĩa là gì nữa, là câu chuyện, rồi nó nghĩa là câu chuyện nha, rồi nó cũng có nghĩa là vật thú, nó cũng nghĩa là thần kinh, thần kinh, đồ vật, câu chuyện, là thần kinh, thì có thứ rất nhiều nghĩa lắm. Nhưng mà trong chỗ này thì mình hiểu thì Minh Châu dịch là cơ sở, nhưng mà tôi cũng dịch là chỗ dựa. Chỗ này nè, tôi muốn dịch là chỗ có thú, là tôi dịch là chỗ dựa, có nghĩa là trong cái thế giới loài người á, thì con cái là chỗ dựa. Nhưng mà dĩ nhiên chúng ta phải biết thêm
là có những cái trường hợp, có những cái trường hợp mà cái câu trả lời đó là phải tùy thuộc vào cái đối tượng trước mắt nha. Ví dụ như là mình thấy mình là cha mẹ mà mình có ba đứa con ha, mà đối với thằng cả mình nói thế này: con phải giữ sức khỏe nha, sức khỏe là tất cả, không có sức khỏe thì coi như là con đừng có nói đến chuyện gì ở trên đời nữa hết nha, phải giữ sức khỏe, đó là thằng cả. Nhưng mà tới cái thằng hai thì mình làm nó khác, mình nói con phải nhớ nha, có tiền mua tiền cũng được ha, thế giới này là thế giới của thằng có tiền nha. Con mà có tiền rồi đó, tay vai mang chú bà kè kè mà nói bậy nói bạ nó chúng nó nghe không nè, thế giới này là thế giới của người có tiền. Con mà có tiền rồi đó, đại đổi trắng thay đen được, con mà có tiền rồi con mới lo cho ba cho má cho em cho cháu trong nhà được nha, không có tiền là người ta coi con là rác, con hiểu không? Đấy, đó là đối với thằng hai này nói như vậy. Đối với thằng cả đó là sức khỏe là tất cả, đối với thằng hai nó là tiền bạc là tất cả, nhưng đối với thằng út thì là nơi khác. Con mình nhớ cái thế giới này là thế giới dành cho những người có cái đầu, có học vấn, có khả năng tính toán nha. Cái thế giới này không phải là cái chỗ dành cho mấy thằng dốt nha. Hiện giờ cái người mình điều hành cả cái hành tinh này là mấy cái thằng có học nha, chứ không ai đưa mấy thằng dốt lên hết. Chỉ từ lên cái xứ mà nó cao siêu quá, mấy thằng dốt nó lên ngồi lên cao định cao trí tuệ thôi, chứ còn hầu hết trên thế giới này thì cái thế giới này là giới của mấy thằng có học nha. Đó, thì trong trường hợp đó đó, mình thấy rõ ràng là cũng cha mẹ đó, cũng hai vợ chồng đó mà họ nói chuyện cho ba đứa con, họ nói mình nghe tới quốc à. Thằng cả họ nói ca à, họ đề cao cái vấn đề sức khỏe, thằng hai họ đề cao vấn đề tiền bạc, nhưng mà thằng út thì họ lại nói nhiều về vấn đề học hành đấy. Và các vị biết mà, cha mẹ thì đâu có ghét bỏ đứa con nào, nhưng mà tại sao họ lại nói khác nhau như vậy? Trẻ trong lúc này trên 18 tuổi mà, tự tìm hiểu nha, chứ đừng có bắt tôi phải giải thích tại sao là có cái gì nữa nha. Thì Phật pháp cũng vậy, miễn là cái câu trả lời của Đức Phật gợi ý cho người ta một cái điều gì đó có lợi ích cho họ là được rồi. Còn cái cách nói và cái hình ảnh và cái ý nghĩa, ví dụ nhiều khi đó, nó có khác nhau, nó khác nhau ngàn trùng vĩ xứ. Là vì sao? Là vì cái căn cơ của người ta là như vậy nha, cái căn cơ. Tôi chỉ kể các vị nghe một câu chuyện nhỏ xíu thôi. Đó là ngày trước ở Việt Nam đó, tôi có nghe sư trưởng khen một cái chú tiểu trong chùa là thông minh. Là cái lần đó sư đang ở ngoài sân thì sư nghe trong phòng sư có một cái tiếng động rất là khả nghi. Tiếng động như khả nghi nghĩa là hình như là một cái món đồ gì đó bị rớt xuống đất, mà bể là cái chắc, bể là cái chắc. Mà cái chú tiểu của tên là Minh à, thì tôi còn nhớ như vậy, chỉ mấy chục năm rồi. Thì sư trưởng đang đứng ở ngoài sân, sư trưởng nghe một cái choang một cái, sư trưởng như hỏi cái gì đó Minh. Thì phải nói rằng khi mà sư kể đi nghe câu chuyện đó, tôi cũng phải đồng ý là đúng. Thằng này, thằng bé này nó trả lời một câu rất là thông minh, một câu trả lời rất quát, nhưng mà rất là vừa ý với sư trưởng. Mà bản thân tôi thì tôi nghĩ trong bụng, sau này tôi ra nước ngoài rồi tôi nghĩ ước gì mà tất cả đàn bà trên đời này mà đều biết câu chuyện này và học hỏi thì nó hay biết là chừng nào đấy. Và ngay cả cái người học đạo đó mà biết được câu chuyện này mà tìm cách mà lấy nó làm cái kim chỉ nam để mà học đạo và hành đạo thì nó hay biết là bao nhiêu. Đó là khi mà sư trưởng nghe một cái choang như vậy, sư trưởng hỏi cái gì đó Minh, thì nó trả lời thế này: dạ không có bể sư ơi. Quá hay. Nếu mà gặp đứa trẻ khác thì trả lời thế này: dạ con làm rớt cái ly. Còn không nó thì một là nó nói luôn nhưng mà cái ly không bể, còn có thể là nó nói dạ con làm rớt cái ly rồi nó phải chờ cái câu thứ hai là sư trưởng hỏi có bể hay không. Nếu bể thì nhớ hót trong thôi hồi đứt chân, ví dụ như vậy, nó phải dài như vậy. Thì thằng bé này nó đã đoán trước được cái tình huống là mình sẽ trả lời rất là dài, rất là lâu, rất là mất từ giờ, và mình kéo dài cái thời gian âu lo nhất định cái gì đó Minh. Dạ không bể. Dạ không bể đâu sư,
không có gì bể gì được rồi. Có nghĩa là dầu cho nó rớt, vừa rồi nó rớt cái gì, chuyện đó không thành vấn đề. Đấy, cái chuyện đó không thành vấn đề. Cho nên theo tôi thì đây là câu trả lời thông minh bậc nhất mà con người trên hành tinh này có thể nghĩ ra trong một tình huống như vậy. Đã. Còn thiên nhân thì lại không được ý đưa ra thông tin, cho nên thì thiên nhân viết một cái câu tôi nghĩ là không có nhầm ở chỗ này. Chứ theo tôi đó là câu trả lời rất là thông minh nha, không có mất thời gian. Dạ. Có nghĩa là cái gì nó minh, dạ không có bẻ gì vậy, đủ rồi. Có nghĩa là hồi nãy nó rớt cái gì, chuyện nhỏ, chỉ một câu thôi là nó không bẻ là được rồi. Ở đây cũng vậy, nhắm đến mục đích là quan trọng nhất. Và chúng ta biết rằng ông Ngô Đình Du, ông có một câu cũng trí danh mà tôi không biết, sao này tôi đi qua ngoài tôi không biết cái câu đó là câu của ông hay là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ông nói rằng mọi phương tiện đều tốt miễn dẫn đến kết quả. Và một câu thứ hai nữa mà tôi thấy bên tay cũng có một câu mà ông Du, Ngô Đình Du cũng có một câu. Cái câu thứ nhất là mọi kết quả, mọi phương tiện đều tốt miễn dẫn đến kết quả. Còn câu thứ hai là kết quả biện minh cho phương tiện. Không biết các bạn có nghe hai câu này chưa? Hai câu là điều hay, rất là cần thiết. Cần thiết là kết quả biện minh. Các bạn biết các bạn hiểu cái biện minh không? Biện minh cho phương tiện. Rồi cái câu thứ hai là câu thứ hai dài quá, các bạn biết gì đi? Tức là con đường nào cũng tốt hoặc là phương tiện nào cũng tốt miễn là dẫn đến kết quả nghĩ. Rồi một người đó là ông Đặng Tử Bình. Mèo trắng mèo đen đều như nhau miễn là bắt được chuột. Đấy, Đặng Tử Bình, một cái nhân vật mà coi như là đã lập ngôi đất nước Trung Quốc để biến nó thành ra là một cái cường quốc như hôm nay. Chứ nếu không hôm nay đó thì Trung Quốc nó vẫn tiếp tục giống hệt như miền Bắc của Việt Nam mà trước Đảng Long này đó. Yeah. Thì chính ông sau khi mà ông Mao Đại Đông chết rồi thì ông lên nói tóm tắt đi, chứ đúng qua Mao Đại Đông chết rồi tới qua Quốc Phong rồi lên dài lòng lắm, tôi chưa nói tóm tắt là bắt đầu từ năm 1981. Mao Đại Đông chết năm 76 thì năm 81 chính thức, chính thức là ông lần Đặng Tử Bình nắm Trung Quốc. Thì cái câu đầu tiên ông nói là mèo trắng mèo đen đều như nhau miễn là bắt được chuột. Đã. Thì trong đây trong đời sống mình cũng vậy, cái câu mình hiểu một cách thông minh, hiểu một cách thiện chỉ thì ok. Ok, thì ở đây là mình thấy rằng là cái câu thứ nhất là tại sao nãy giờ tôi cuối tôi nói một cách lạc đề là mấy buổi bài kể này là phải cần phải tán rộng nó ra, chứ không mà kể mình đọc nghe nó kỳ ghê lắm nha. Cho nên thứ nhất là cái chỗ dựa của lời của lời người ấy, của phần lớn con người chính là con cái, bởi vì về già rồi có con nó nuôi. Nhưng mà nói như vậy thôi, chứ trong hoàn cảnh này thì Đức Phật nói như vậy, nhưng mà ở hoàn cảnh khác thì nó chắc, bởi vì nuôi con mà mong là con nó đền đáp thì cái chuyện đó tôi xin báo trước, đó là một cái mà người Mỹ họ gọi là risky investment, tức nghĩa là đầu tư mạo hiểm nha. Người Mỹ họ nói là đầu tư mạo hiểm. Là bởi vì là tối thiểu gửi nhà băng á cũng còn lời được một phân hai phân ha, chứ còn mà nuôi cho con nuôi để nuôi lớn con là mong mà nó đền đáp thì cái đó tôi không chắc lắm. Bởi vì con gái đó thì nó có thể nó sợ chồng, mà con trai này có thể nó sợ vợ, nó có trường hợp đó nha. Tôi nói thật cứ cho đến bây giờ nói một hơi phủ phàng, cho đến bây giờ tôi vẫn 15 năm xa xứ tôi vẫn sống nhờ người dân thôi. Nhớ nha, cái đó nhớ cái đó quan trọng lắm. Mặc dù chuyện của tôi nhưng mà vẫn là cái chuyện của quý vị nha. Vẫn sống nhờ người dân, không có người dân là tôi chết rồi. Chứ đừng có ngồi mà nghĩ mà nuôi con mà chờ mà dựa con là thông cảm đi, cái đó là chờ kiếp khác nha. Rồi thứ hai nữa là cái câu kể thứ hai là gì? Vợ là bạn tối thượng, cái này tôi không có chắc cả. Là bởi vì vợ là trong kinh nó có nhiều loại vợ, có bảy hạng vợ. Thứ nhất là vợ như mẹ nha. Bây giờ mà anh làm ơn vô trong internet đó thì mình đánh trong kinh chỉ bảy hạng vợ đi, là tự động trong kinh đến Đức Phật dạy đó. Là có những người vợ như là mẹ,
có những người vợ như là bạn, có những người vợ như là nô lệ, kiểu chồng chúa vợ tôi đó. Có những người vợ như mẹ, có những người vợ như bạn, và có những người vợ như là nô lệ của chồng. Thì mình thấy đó, ở trong đời sống này đó thì cái chuyện nó có thật. Cho nên là ở đây khi mình nói là ở nhà vợ là bạn thì phải hiểu là người vợ nó như thế nào nha. Mà con là nợ mà vợ quan gia, mà bố mẹ vợ là con nghĩ vợ, thấy cái chuyện nó đúng rồi. Thì con là cơ sở, là cái chỗ dựa của mình, vợ là người bạn, bạn trong nhà, bạn tốt. Rồi mưa thuận gió hòa là chính là cái hơi thở, là cái đời sống của mình. Và muôn loài thì phải thì cứ vào đất. Thì có những cái bài kinh, cái nội dung rất là mềm, nội dung rất là mềm. Có thể trong một hoàn cảnh nào đó, thì cái căn cơ của người nghe đó, họ chỉ có thể nghe được tới đó thôi nha. Nhưng mà ở đây nếu các vị hỏi tôi, thì chứ nội dung như vậy đó mà theo sư cái đạo giải thoát nó nằm ở chỗ nào, cái lý tưởng tu hành nó nằm ở đâu? Có một chuyện mà tôi biết tôi nói ra cái này sẽ bị chúng chửi tan nát, tôi nói ra cái này chúng sẽ chửi, mà vì cái lương tâm nhờ nghề tôi không thể không nói. Đó là tôi nghi ngờ, tôi không biết những cái đó mà huấn luyện pháp sư trong nước họ dạy cái gì. Đó là cái câu nói đầu tiên dễ bị chúng chửi. Bởi vì sao? Là bởi vì có rất nhiều vị nam tông cũng xuất thân từ những cái trường đó. Và sau này tôi cũng có nghe cái vị giảng ở trên internet, cái câu thứ hai là bắt đầu câu tôi bị chửi này. Tôi không hề dám có cái ý phê phán chê bai, tôi ngạc nhiên một chỗ là tại sao ông sư nam tông mà giảng kinh không có dựa vào trong chú giải và dựa vào trong anh thì đàm. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nếu xét trên cái góc cạnh mà văn hóa đời đó, thì một bài thơ, một đoạn kệ, một đoạn văn mà không thể hiểu thêm một theo cái nghĩa mà nghĩa trên bề mặt nó được nha. Mà tôi theo tôi biết thì cái nội dung huấn luyện pháp sư giảng sư ở trong nước mà do bên nhà nước họ tổ chức, tôi kêu lý hội nhà nước họ tổ chức, không phải giảng cái gì mà sao tôi thấy chỉ tạo ra những người lợi khẩu thôi. Lợi khẩu có nghĩa là lưu loát, bài bản, nhưng mà họ quên một chuyện vô cùng quan trọng. Cái lưu loát bài bản nó chỉ là đối với tôi mà nói nó chỉ có 30%, nó chỉ là 30% giá trị của một bài giảng, mà 70% còn lại phải là giảng cái gì, giảng cái gì và giảng thế nào. Thì nếu phải chọn thì thà là cái phần là giảng thế nào nó có vụng về, nó có trẻ con, nó có non nớt cách mấy được nữa, người quan trọng nó còn phần nội dung theo tôi có 70% nha. Thì trong được phẩm những bài kệ này này thì tôi biết tôi nói cái này tôi coi như mũ đòn hy sinh đó, tức là sẵn sàng đưa lên cho chúng nó đắm đó. Nhưng mà vì lương tâm nhà nghề là tôi phải nói thiệt, tức là trong những bài kinh như thế này nếu mình giảng bằng lương tâm thì vẫn có chỗ để nói, dạ vẫn có chỗ để nói. Chứ còn mà thì tôi có bị sợ tôi tu hành tu chỗ nào, nội dung bài kinh mình tự nhiên cái là mang tiếng là kinh mà tự nhiên nói là con cái là chủ dựa, rồi vợ là bạn tốt, rồi mưa gió và đất đai là hơi thở là đời sống của con người, như vậy thì quề vốn rồi. Những cái ý tư tưởng này tôi đâu có cần vô đạo làm chi, tôi ngoài đời tôi cũng biết vậy. Mà thậm chí những ý tưởng thì nghe nó có vẻ nó hơi nông thôn, nó hơi nhà quê, nó hơi chân cách nữa là khác nha. Nhưng mà xin thưa, có một điểm mà trong kinh mình biết để ý, bất cứ một cái câu chuyện nào mà đến Đức Phật rồi thì lập tức trở thành cái đề tài để ngài thuyết giảng chánh pháp. Chúng ta thấy có rất là nhiều câu chuyện bổn sinh, mình thấy làm như là không có một cái gì liên hệ đến tu hành vậy thôi. Thế nhưng các vị để ý là mình mở lại kinh bổn sanh của ngài Minh Châu coi giùm tôi. Sau khi mình kể lại cái câu chuyện này, Đức Thế Tôn đã thuyết giảng một cái thời pháp về bốn sự thật, tức là bốn đế đó. Đó, và kết thúc cái buổi một cái bài giảng thì tỷ kheo gì đó, một cái nhân vật gì đó chứng quả dự lưu. Là tại sao? Là bởi vì phải nói rằng cái công thức mà hồi đầu cái khóa học tôi nhớ tôi có nói
Không biết quý vị còn nhớ không? Do vô minh trong bốn đêm nên mới dẫn đến ba hạnh. Biết bữa nay tôi còn nhớ công thức được không? Không biết mọi hiện hữu là khổ, đó là vô minh trong khổ đế. Không biết sáu ái đó là gốc của mọi hiện hữu, thì đây gọi là vô minh trong tập đế. Không biết rằng có một cái cứu cánh chấm dứt khổ đế và tập đế. Không biết là có một cái cứu cánh mà vắng mặt khổ đế và tập đế, tức là hữu duy thì vắng mặt tập đế, mà vô duy thì vắng mặt cả khổ đế nha. Thì không hiểu được cái đó được gọi là vô minh trong diệt đế, mà không biết được bát thánh đạo là con đường dẫn đến niết bàn, dẫn đến diệt đế, thì đó được gọi là vô minh trong đạo đế. Thì chính từ bốn vô minh này nè nó mới dẫn đến ba hạnh là sao? Là thứ nhất là phi phúc hành, là trốn khổ tìm vui bằng bất thiện pháp. Cái phúc hành là trốn khổ tìm vui bằng thiện pháp cấp thấp, tức là thiện dục giới và thiện sắc giới. Bất động hành là trốn khổ tìm vui bằng cái thiện cao cấp, tức là thiện vô sắc giới nha. Mà cứ ba cái này mà nó cứ quẩn quanh rồi là ba hạnh, nó mới dẫn đến là tạo ra cái dục tròn duyên khởi bất tận khép kín. Đó là cái quan trọng phải nhớ. Thì bất cứ một câu chuyện nào Đức Phật kể xong thì Ngài cũng nhắc lại cái ý này. Giờ Ngài kể chuyện gì đi nữa thì cuối cùng Ngài cũng cho mình mở ra, mà cho mình thấy rằng là đó, làm vua, làm ăn cướp, làm thầy tu, làm kỹ nữ, làm du đệ, làm tướng, làm tả gì đi nữa thì cuối cùng nó chỉ là cái vòng quẩn quanh của khổ đế. Mà khổ đế nó đi ra từ tộc. Đó, thì ở trong cái câu chuyện này cũng vậy. Nếu một người mà có thấm thía tuyên trao Phật pháp thì đọc cái câu kể này nản thiệt, đọc tự nhiên đọc là thấy chán đời đi. Con cái là chỗ dựa, cái này nó mở ra cho mình rất là nhiều vấn đề, rất là nhiều vấn đề. Con cái là chỗ dựa, mình thấy cũng đầu tư quá lớn, quá mạo hiểm. Bởi vì làm sao mà có con được thì biết rồi, phải yêu đương, phải hò hẹn, rồi phải có nhà, có đất, rồi phải có tương lai, phải có hoạch định, phải có trụ tính, phải có cái này cái kia mới có con. Mình biết cái đâu có khi phê đứa con lên đời, trên trốn đứa con đâu có chuyện dễ, mà phải có, phải trải qua bao nhiêu là sông suối, nhiều khê. Rồi có con rồi phải lo cho nó từ lúc mà nó chào đời cho đến lúc nào mà mình tàn hơi, tắt thở thì thôi nha. Chứ còn con thì tôi nói hoài, 10 con, một mẹ nuôi được 10 con, chứ 10 con chưa chắc nuôi được một mẹ. Cho nên chỉ riêng cái câu đầu tiên này thôi, con là chỗ dựa, nó mở ra cho mình vấn đề rất là lớn. Đó là, thì ra, cái gọi là chỗ dựa của mình đó, mình cũng phải đầu tư rất là nhiều. Và khi đã đầu tư rồi thì chắc gì mình còn nương nhờ được nó, cũng giống như năm quẩn này vậy. Mình đầu tư cho năm quẩn này rất là nhiều, mà mình đã được gì từ năm quẩn đó? Cái con ở đây đó, cái đứa con này nè, nó mở ra cho mình một cái nhận thức khác ghê hồn như vậy. Có nghĩa là thì ra cũng đời, cái chỗ dựa của cái dòng sinh tử nó tầm thường như vậy sao? Nó tầm thường như vậy sao? Đầu tư cho nó quá mỏi mệt để rồi cuối cùng nương cậy nó được cái gì? Rồi cái câu thứ hai, vợ là người bạn ở nhà. Mình thấy câu này rất là cạn, nhưng mà nếu mình là người thấm thía tương trao thì cái chỉ câu này nó là một sự mỉa mai cho cái cõi nhân thế này. Trời đất, lấy nhau vui 3 tháng buồn 3 năm khổ suốt đời. Đây là cái công thức mà ai cũng nhớ hết, ai cũng nhớ hết. Vậy mà trai lớn mà lấy vợ, gái lớn mà lấy chồng, lấy nhau về rồi thì sao? Vào ra chạm mặt, đồ vật chán còn bỏ được, còn người chán nhau thì làm sao? Âu Mỹ ly dị dễ dàng, nhưng Việt Nam thì sao? Cứ gồng mà nuôi mà sống nhau, nhất là có con nó ràng rịch. Mà tôi còn biết một chuyện động trời nữa, ở những xứ như Thụy Sĩ mà quý vị muốn ly dị đó, là cái số tiền mà quý vị bỏ ra đủ để một người Việt Nam trở thành đại gia, quý vị biết không? Ở tại Thụy Sĩ cái xứ nó lạ lùng như vậy, muốn ly dị thì số tiền bỏ ra đủ để người Việt Nam trở thành đại gia 50-70 ngàn là cái giá thấp nhất. Còn không nữa thì người ta cứ ngó vào cái gia tài của mình, người ta tính phần trăm. Còn mà nếu mình nghèo quá đó thì ta lấy khoảng 50 lần là giải quyết xong một cái lần ly dị, phần lớn. Còn hợp đặc biệt thì tôi không biết nha.
tức là nó kinh hoàng lắm chứ không phải là chỉ đơn giản. Cho nên là cái câu thứ hai này, câu thứ nhất, câu thứ hai, câu thứ ba và câu thứ tư đều là những cái mỉa mai mà cái độc cho cái gọi là dòng sanh tử. Chỗ dựa của mình là con mà nó như vậy đó, đầu tư cho nó lớn như vậy mà cái niềm hy vọng của nó trao ối là mong manh khốn cùng, còn vợ thì sao? Cũng là một đầu tư khác, cũng mạo hiểm không kém, mà đâu thì sao? Đồng sàng dị mộng nha. Cái chuyện là chuyện rất là dễ thấy. Và cái thứ ba đó, mình thấy mưa thuận gió hòa có đủ cho mình sống không? Chưa chắc. Xã hội bất an, văn hóa đạo đức xuống cấp đồi trụy, thế giới thì chiến tranh, bị những cái bóng ma hạt nhân khủng bố đe dọa, thì trong một cái thành tinh như vậy thì mưa thuận gió hòa liệu có đủ để mình sống bình yên không? Liệu cái mặt đất này nó có thể còn tồn tại được bao lâu nữa với những cái ám ảnh khôn nguôi về những tội ác và những cái hiểm họa thiên tai nhân họa? Như vậy thì toàn bộ bài vẽ này nó là một bức tranh vẽ nên cái gương mặt, cái diện mạo, cái dung nhan thảm khốc, cái mà nhà thơ Du Tử Lê gọi là cái nhan sắc lầm than, cái nhan sắc lầm than của cuộc sống này. Cho nên thấm thía tương giao thì sẽ thấy bài kinh nào cũng là một đề tài, là một công án lớn để mà mình tu học. Mà có những chúng sinh khi gặp Phật rồi, cái sức của họ chỉ vừa đủ để nghe được đạo theo cái kiểu này thôi. Các vị có muốn hay không thì tùy nha. Ok, bây giờ là 3:30 rồi, giờ 6:30 phải ngưng ở đây thôi, phải ngưng ở đây, phải ngưng hẹn lại ngày mai. Dạ, xin kính lễ chào chư tăng, chào phật tử.